Các bạn nghĩ sao về một chiếc workstation đã ra đời được 4 đến 5 năm rồi? Ở cái thời điểm mới ra mắt ấy, thì giá nó khá là cao và không phải ai cũng có thể tiếp cận được. Dường như là những cô chú, anh chị có nguồn tài chính dư dả hoặc là những bạn nào có nhiều tiền một chút thì mới có thể mua được. Bởi vì giá nó lên đến 3, 4, thậm chí 50 triệu. Nhưng ở thời điểm này thì nó đã khác, giá của nó đã hạ nhiệt hơn rất là nhiều. Và gần như là ai cũng có thể cân nhắc và lựa chọn chiếc máy này. Và chiếc máy này thì để phục vụ cái nhu cầu thiết kế đồ họa 2D, 3D cũng như là những cái nhu cầu chơi game cơ bản của người dùng. Và chi tiết như thế nào thì trong video này mình sẽ test hiệu năng của máy khi làm việc trên những ứng dụng như là Photoshop này, CapCut hay là AutoCAD để anh em nắm được rõ nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Và chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với channel của Thịnh Vượng. Đường link tham khảo sản phẩm thì mình sẽ vẫn đính kèm ở phía dưới phần mô tả và ghim comment. Các bạn cứ click vào đó nhé. Nói gì thì nói, trước đầu tiên chúng ta vẫn phải đi đến thiết kế của máy trước đã. Chiếc máy này thì được lấy cảm hứng từ cái dòng XPS cao cấp của nhà Dell. Vậy nên cái thiết kế nó khá là sang trọng và đẹp mắt. Gần như là nó giống tuyệt đối với XPS, với cái vỏ nhôm ở bên ngoài, vỏ nhôm nguyên khối, mang lại cảm giác nó cực kỳ chắc chắn. Ở mặt C thì chúng ta sẽ được phủ một cái lớp carbon như thế này, chống bám vân tay cũng như là cái hiện tượng trơn trượt gần như là không thể xảy ra khi mình sử dụng. Đây, nó hơi rít một chút các bạn có thể thấy này. Và toàn bộ chiếc máy này sẽ được phủ lớp sơn màu bạc sáng, tạo nên cảm giác rất là sang trọng, đẹp mắt. Ở mặt sau này chúng ta sẽ có một cái logo Dell truyền thống được bạc chrome sáng bóng. Ở mặt B thì sẽ được thiết kế là lồi lên một chút khi mà các bạn có gập máy lại này, thì nó cũng không hề có hiện tượng hàn phím xảy ra giống như những chiếc màn hình gương. Những cái đường cắt CNC quanh thân máy vát cong tạo cảm giác mềm mại hơn. Những cái đường cắt tỉ mỉ không hề bị cấn tay khi mà mình sờ vào. Tổng thể thiết kế của máy thì gần như không có gì để chê rồi, khá là cứng cáp, đẹp mắt. Và bên cạnh đó thì cái màu bạc sáng này gần như là rất thích hợp với mọi đối tượng sử dụng. Một chiếc máy workstation thì liệu cổng kết nối của máy có đầy đủ hay không? Ở phía bên cạnh trái chúng ta sẽ có những cổng kết nối như sau: cổng sạc chân kim nhỏ sạc 130W, một cổng USB-A để cắm chuột hay là bàn phím, một cổng HDMI để cắm máy chiếu màn hình ngoài, một cổng USB-C có thể sạc được và sạc tối đa là 65W, một jack tai nghe kiểu micro 3.5mm. Ở phía bên cạnh phải chúng ta sẽ có một khe khóa Kingston, một cái nút để các bạn có thể kiểm tra được pin của máy này sẽ có 5 cấp độ, tương đương với 20% một cấp độ, và một cổng USB-A 3.1. Bên cạnh đó chúng ta vẫn sẽ có khe thẻ SD để anh em cắm thẻ nhớ. Cái điều này cực kỳ tiện cho những anh em nào làm đồ họa, và đặc biệt là những anh em nào thường xuyên quay video sử dụng chiếc thẻ nhớ thì có thể cắm trực tiếp vào đây, không cần hấp hay bất kỳ cái điều gì khác. Đi sâu hơn về màn hình của máy thì chúng ta sẽ có thông số cụ thể như sau. Kích thước màn hình là 15.6 inch Full HD, công nghệ viền siêu mỏng, độ sáng 434 nit, độ chuẩn màu đạt 95% sRGB. Trải nghiệm thực tế thì hình ảnh và video hiển thị rõ ràng, chân thực. Và do đây là màn hình được phủ chống chói nên dù làm việc trong bất kỳ môi trường nào, hình ảnh vẫn sẽ không bị sai lệch. Về màn hình thì mình thấy cơ bản như thế đã đủ để đáp ứng những cái nhu cầu văn phòng hàng ngày và bên cạnh đó thiết kế đồ họa rồi. Bởi vì những chiếc màn hình để thiết kế đồ họa ấy, thường các bạn sẽ lựa chọn là trên 90% sRGB để có cái độ chuẩn màu tốt nhất. Còn nếu như có điều kiện hơn ấy, thì có thể lựa chọn những chiếc màn hình 100% sRGB, thậm chí là chiếc máy này có cái sự lựa chọn 4K màn hình 100 sRGB. Nó rất là chuẩn khi mà các bạn thiết kế này thì sẽ không ra những cái file sai lệch màu khiến mình khó chịu. Ở phía cạnh dưới của máy, ở dưới cái logo Dell này, vẫn sẽ có một cái webcam để các bạn có thể đàm thoại hay là video call với bạn bè, nó cực kỳ dễ dàng, tiện lợi trong quá trình mình sử dụng. Chỉ là hơi khó chịu một chút nếu như các bạn sử dụng cái webcam này, bởi vì là nó sẽ hướng từ dưới lên giống như chiếc XPS 9360 thì sẽ hơi lộn đọng cầm một chút. Nhưng mà không sao cả, những bạn gầy như mình thì hoàn toàn có thể sử dụng chiếc webcam này một cách bình thường, đúng không nào? Ok, thế còn về touchpad và bàn phím của máy thì sao? Đấy là một trong những cái điều mà gần như là các bạn quan tâm rất nhiều, đúng không nào? Bởi vì là mình sử dụng để checking này, mình sử dụng để gõ văn bản rất nhiều hàng ngày khi mà mình dùng chiếc máy này. Dòng Precision ấy được xem là một trong những dòng máy có touchpad tốt nhất của Windows, nên cái trải nghiệm checking trên này thì không có gì để chê rồi. Cái thao tác rất là mượt, vuốt lên xuống, vuốt thu phóng đều phản hồi rất tốt và không có hiện tượng đứt cảm ứng hay sai lệch xảy ra trong quá trình mà sử dụng thực tế. Chuột trái phải thì cũng khá là êm, nhưng mà hơi nặng một xíu khi mình click. Nói chung với nhu cầu sử dụng văn phòng cơ bản thì như thế đã hoàn toàn đáp ứng được công việc của các bạn hàng ngày rồi. Và cái điểm mình thích ấy, đó là cái touchpad này nó được thiết kế vuông và nó checking nó cực kỳ tốt, nó mượt mà. Nói để so sánh với MacBook ấy, thì nó là 19110 các bạn vẫn sử dụng rất là tốt khi mà các bạn dùng bình thường.
Rồi, một cái điểm mà mình khá ấn tượng ở trên chiếc máy này nữa, đó chính là nó được trang bị vân tay một chạm tích hợp ngay trên nút nguồn. Khi mà các bạn chạm vào một cái là máy đã mở rồi, rất là nhanh chóng. Cái điều cuối cùng mà mình muốn nói đến ở trong video ngày hôm nay, đó chính là về cấu hình của máy. Hiện tại mình đã có trên tay phiên bản là chip Intel Core i7-8850H với RAM là 16GB, ổ cứng SSD 256GB. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có card đồ họa Quad Duo P1000 4GB chuyên để thiết kế đồ họa. Về con chip i7-8850H ấy, thì mặc dù nó không còn quá mới nữa, nhưng chắc chắn những cái tác vụ đồ họa thông thường đến tác vụ đồ họa 2D, thậm chí là 3D thì máy vẫn xử lý tốt, bởi vì đây là một con chip hiệu năng cao. Bên cạnh đó thì dung lượng RAM 16GB, nếu như các bạn thấy thiếu các bạn hoàn toàn có thể nâng lên tối đa là 32GB. Và ổ cứng thì có thể nâng tối đa là 2T, vậy nên là cái khả năng mở rộng của chiếc máy này nó cũng cực kỳ tốt. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến cái phần quan trọng nhất, đó chính là test hiệu năng của máy. Ở trong video này thì mình sẽ test thực tế cho anh em. Đầu tiên là ứng dụng AutoCAD trước. Với AutoCAD thì máy cho khả năng hoạt động mượt với những cái file thiết kế đơn giản đến phức tạp. Khi mà mình mở máy để xem những cái file thiết kế thì nó không hề có hiện tượng giật lag gì xảy ra. Thiết kế 2D, 3D thì cho khả năng xử lý nhanh. Vẽ nhà này hay vẽ những cái chi tiết thì nó không có hiện tượng delay xảy ra trong quá trình mình sử dụng. Thậm chí là khi mà mình làm 3D thì nó vẫn cho cái khả năng hoạt động mượt mà, trơn tru. Nếu mà sử dụng máy đơn thuần chỉ để xem file dự án các thứ thôi, thiết kế đồ họa 2D thì nó gần như là không có vấn đề gì xảy ra cả. Nhưng nếu như các bạn mở những cái file nặng khoảng vài GB này thì cái thời gian load nó sẽ lâu hơn một chút. Còn với Photoshop, khi mà mình sử dụng trải nghiệm thực tế thì bởi vì đây là một cái ứng dụng nó khá là nhẹ nhàng, vậy nên là những cái thao tác như add layer, cắt ghép này hay là chỉnh sửa màu, bật camera raw thì nó cực kỳ nhanh và gần như không hề có hiện tượng delay gì cả. Các bạn hoàn toàn có thể thiết kế những cái file nặng khoảng vài GB ở trên chiếc máy này với cái dung lượng RAM 16GB. Còn nếu như làm nhiều chi tiết hơn ấy, thì hoàn toàn các bạn có thể nâng lên 32GB để có cái hiệu năng sử dụng ổn định nhất. Còn đến với ứng dụng dựng video, đó là CapCut thì sao? Nếu như các bạn đang học các ngành như là truyền thông này, marketing này hay là học trường báo chí ấy, những ngành quay phim truyền hình ấy, thì nó cực kỳ hữu ích luôn, bởi vì đây là một công cụ đồ họa chuyên để dựng video này, bên cạnh đó thiết kế đồ họa 2D, 3D. Vậy nên khi mà mình sử dụng những cái ứng dụng như là CapCut này hay là Premiere, mình trải nghiệm thực tế ở trên CapCut ấy, thì nó cho khả năng dựng video khá là tốt. Những cái thao tác mà mình sử dụng ấy, nó không hề có hiện tượng giật lag, và khi mà mình add layer này, add effect này, những cái thao tác cắt ghép thì nó cực kỳ nhanh. Và nếu như các bạn sử dụng đơn thuần chỉ để dựng những cái video 4K trở xuống với cái thời lượng như là khoảng 4 đến 7 phút chẳng hạn thì nó cho khả năng xử lý mượt mà, nhưng mà khi sử dụng để dựng những cái file nặng hơn khoảng chục GB thì máy sẽ hơi lag một chút. Vậy nên các bạn hoàn toàn có thể tham khảo những chiếc máy có card đồ họa nó mới hơn. Đương nhiên cái mức giá của nó chắc chắn cũng sẽ cao hơn khá là nhiều. Còn khi mà mình sử dụng CapCut ấy, mình dựng những cái video ngắn khoảng 1 đến 3 phút hay là 4 đến 7 phút với YouTube ấy, thì hoàn toàn có thể làm được tốt ở trên chiếc máy này. Ok, anh em nghĩ sao trong tầm giá 12 triệu, liệu có chiếc máy Workstation nào nó hoàn hảo hơn chiếc Dell Vision 5530 này nữa không? Hãy để lại ý kiến phía dưới phần comment nhé. Và chiếc máy này có phù hợp với anh em không? Cũng để lại ý kiến luôn nhé. Và đừng quên là đường link tham khảo sản phẩm mình sẽ đính kèm phía dưới phần mô tả và kênh comment. Anh em hãy like và subscribe để mình có động lực ra thêm nhiều video test hiệu năng nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.